nhân hoa ngữ trước và sau khi Photoshop, người già đi vài tuổi, người vẫn giữ được nhan sắc tuổi trần. Các công nghệ chỉnh sửa như Photoshop vẫn được xem là chiếc chìa khóa thần kỳ giúp hô biến mọi khuyết điểm, biến dân thường thành đại mỹ nhân. Để có bức ảnh đẹp, chúng ta cần nhờ cậy đến Photoshop. Các mỹ nhân hoa ngữ cũng vậy. Vậy nếu so sánh loạt ảnh chụp chính thức tại sự kiện và ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng, liệu họ có còn giữ được nhan sắc tuyệt trần hay không? Trong ảnh chưa chỉnh sửa, Angelababy lộ gò má cao, mắt trợn trừng, thiếu tự nhiên, không ngọt ngào như ảnh đã căn chỉnh kỹ lưỡng. Địch Lệ Nhật Ba vẫn rất xinh đẹp nhưng trong ảnh chưa chỉnh sửa, các đường nét của cô có phần thô, không thanh thoát như ảnh đã qua bàn tay thợ sửa ảnh. Quan Hiểu Đồng vốn sở hữu nhan sắc ngọt ngào, dù không đẹp xuất thần nhưng ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô vẫn được nhiều người khen ngợi. Chu Lệ Dĩnh lộ mặt bánh bao, da nhiều dầu xám xịt, khác hẳn vẻ thanh thoát trẻ trung trong ảnh do studio tung ra. Dù lộ da ngăm đen không trắng sáng như ảnh đã qua Photoshop, nhưng nhan sắc và khí chất thần tiên tỷ tỷ của Lưu Dược Phi thì ít ai có thể chê được. Dương Mịch cũng có phần già nua hơn trong ảnh chưa qua chỉnh sửa. Đường nét đẹp không góc chết, bảo sao Lưu Thi Thi đẹp bất chấp kể cả trong ảnh đã chỉnh sửa hay không. Cô Lực Na Chát có lẽ chẳng cần đến thợ chỉnh sửa ảnh, bởi lẽ nhan sắc của cô trong ảnh chưa chỉnh sửa mà vẫn đẹp mặn mà, chẳng khác gì ảnh do studio tung ra. Dương Tử cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc xinh đẹp chẳng cần đến Photoshop. Chu Đông Vũ lộ ra ngăm đen, vóc dáng gầy gò trong ảnh chụp trực tiếp, các đường nét cũng không thanh thoát trẻ trung như ảnh đã qua Photoshop. Tiểu Trương Bá Chi, Tống Tổ Nhi trong ảnh chưa qua chỉnh sửa, lại lộ má phính, mặt tròn không thon gọn như ảnh do ekip của cô nàng tung ra.